Em xin chào cả bác Yolan. Phiên buổi trưa hôm nay ngày 11 tháng 1 năm 2021, em sẽ cập nhật tất cả các bác những cái mặt hàng em có. Hôm nay thì em có một số mặt hàng thanh lý hàng kg, bán thanh lý giá rẻ, và rất là nhiều những mặt hàng hiện tại đang có nụ hoa. Và thời điểm này là thời điểm các bác sưu tầm để các bác chơi Tết Nguyên đán năm 2021 năm nay. Và hai số điện thoại mà các bác vẫn thường liên hệ đặt hàng là 0393 998895 hoặc 0966 121377. Nhà em hiện tại chuyển sang địa chỉ mới là khu đô thị Đồng Mơ, thị trấn Gia Lộc, Hải Dương. Ngoài những dòng hoa cây cảnh đấy thì nhà em vẫn có bán cả những cái chế phẩm phân thuốc này, cùng với bộ sản phẩm phun tưới dành cho hoa lan, và những dòng như là mai đỏ này, những dòng trà. Sắp tới thì sẽ có cả đào nữa, thì em sẽ cố gắng update các bác những cái video clip mới nhất để các bác lựa chọn đặt hàng. Đấy, và những sắc xuân thì sắp tới rồi đây, những cái chậu hoa mà rất là đáng để sưu tầm đấy ạ. Và em xin lưu ý nhé, mọi người đặt hàng thì các bác cũng cân nhắc cho em, khi mà mình ra quyết định đặt hàng thì mình để ý điện thoại chứ đừng đặt hàng đến nơi rồi bom hàng cho em. Ví dụ như đây là một cái đơn hàng của em ấy. Ra đơn hàng này thì của cái chị Phạm Thị Kim Cương này, ở Hiệp Thạnh, Hiệp Sương, Phú Tân, An Giang này. Đặt 4 cây mai đỏ của em mà đặt từ hôm 30 tháng 12 đến bây giờ tầm nửa tháng quay đầu về. Đấy, hàng hóa em nói tại sao em cũng giải thích. À, đặt 5 cây mai đỏ luôn, 5 cây, nếu phải 4 cây. Đấy, đến nơi thì gọi điện hàng nửa tháng không liên hệ được. Hôm qua gọi điện thì khách tắt máy luôn, khách bảo tôi không phải tên là Thảo Sương mà rõ ràng lịch sử của gọi là có nhá. Đấy. Và cũng nhân tiện đây thì em cũng lưu ý luôn là cái mai đỏ nhà em hiện tại xuất ra thị trường cũng rất là nhiều. Đây là những cái hàng cây mai đỏ này xuất ra này, rất là đẹp, nhiều tán như này. Tuy nhiên thì để trong thùng một thời gian ấy, tức là để trong thùng nó sẽ nóng, nó bị ức chế thì cái nụ của nó sẽ phát triển lớn nhanh hơn. Tại vì sao? Cái thùng này là để tận nửa tháng nên là mai đỏ nó nở to ra, và đặc biệt hơn là không có ánh sáng lên cây của nó. Nụ hoa bây giờ nó chuyển sang lờ nhờ. Để khi các bác nhận hàng ấy, một số nụ hoa các bác nhìn thấy dấu hiệu đấy là hiện tượng ớm nắng nhá, tức là nó không có ánh nắng ấy. Để em giải thích luôn để tránh các bác lại sợ là đây là cây dòng không phải mai đỏ mà mai hồng thì không đúng. Đây là cây của nó khi mà nó hấp thụ đầy đủ ánh sáng và ánh nắng đầy đủ này. Đấy. Đây là lô đầu tiên em, khi mà em nhập thì nụ của nó thì nó khá là to, sắp tới nó nở hoa rồi. Còn đâu là cái nụ, cái lô mà hiện tại em đang xuất bây giờ, nó chính là cái hàng mà nụ li ri, rất là nhiều nụ nhưng nụ nhỏ. Đấy. Để các bác giải thích luôn, tránh trường hợp các bác đến nhận nơi, đến nơi các bác nhận hàng các bác bảo một là cây không có nụ hoa, hai là nụ hoa nó không phải màu đỏ. Đây, hàng đảm bảo các bác là hàng hoa kép và rất là dày cánh và bông hoa màu đỏ đậm luôn, đậm. Cái này là em sẽ để ra ngoài trời tầm khoảng 1 đến 2 tuần là cây của nó sẽ trở lại bình thường như thế. Đấy, khi nhận hàng á, cái đơn hàng này của chị Thảo Sương, thấy hôm qua là em gọi điện xong bây giờ chị tắt máy đến tận bây giờ rồi. Đấy, một con người mà sống rất là khổ sở, là một đơn hàng bây giờ là không dám bật máy điện thoại lên. Đấy, đây là mai đỏ em vẫn xuất ra ngoài thị trường số lượng lớn nhá. Đây, cây bây giờ thì nụ của nó nhỏ như này thôi. Các bác nhìn những đốm đốm nhỏ đỏ đỏ của nụ chưa ạ? Đấy, mai đỏ đấy. Và sau đây thì em sẽ đi vào những cái mặt hàng ngày hôm nay, một số mặt hàng thanh lý em giảm giá luôn nhé. Em có hai cái lô khoảng thảo kèn này, mỗi lô thì em bán là 180.000. Lô đầu tiên thì nói chung là hàng này hàng kèn vườn nên là cây của nó sẽ nhiều thân tơ hơn, toàn thân tơ nhưng mà nó cũng hơi nhiều gốc. Đấy, đang lên mầm đấy nhá. Đấy, cái lô này nó nhiều thân, cây ngắn hơn, thì loại này bán là 180 lô số 1. Lô số 2 cũng là lô hàng thảo kèn, nhưng lô này cây của nó thân cao dài. Đấy, và lô này thì đang có nụ, mắt nụ đang sưng. Đấy, những cái mắt nụ này. Đấy, lô to này thì nụ của nó sưng rồi. Này nó chỉ có tầm vài thân thôi, 2, 4, 5, 6 thân gì đó. Đây, mắt nụ đây. Còn cái thân này nó dài quá, một thân nó bị gập. Đấy, lô này cũng bán là 180.000 nhá, có hai lô. Lô 1, lô 2, 180. Em còn vài chậu dendro 5 cánh trắng họng tím. Đấy, dòng này dòng dendro. Nói chung là so với dòng dendro xuân đây là dòng hoa đột biến ạ. Và dòng này thì nó là làm cánh trắng nhưng mà hơi phớt hồng một chút xíu nhá. Bông này nó chưa nở, dòng này nở hoa thì rất là sai hoa. Giá hôm trước là bán 230, hôm nay em còn tầm khoảng 5-6 chậu, em bán 200.000 một chậu. 200.000 một chậu nhá. Hàng này chơi xong thì mình lấy giống, bởi giống loại nó cũng hơi đắt và ít khi có. Chiều dài thân nó rơi tầm 1 gang hoặc hơn gang. Chậu nào hơn gang thì nó sẽ ít thân hơn là những chậu 1 gang. Đấy. Đây nhá. Tiếp theo em có một vài cây đay châu chớp này. Dòng đay châu chớp này thì em bán trước đây là vẫn 170 một cây. Hôm nay thì em còn
Đây còn 4 cây thì em cứ bán theo một cặp là 250 được một cặp nhé. 250 là được một cặp. Giá bình thường nếu tính ra phải 340 một cặp thì hôm nay bán 250 một cặp. Nói chung là cũng có nụ nhưng mà nó bị thui mất nụ ấy, nên là bán thì các bác vào vườn làm giống. 250 một cặp, còn mua lẻ là 130 một cây. Em có mấy cây bà liễu xưa lô cũ, hàng thanh lý. Hàng mới thì giá tiền nó vẫn như cũ. Còn đây là hàng cũ này. Hàng cũ này thì đây, cây của nó thì vẫn ok, ngọn cũng ok, nhưng mà nó bị rụng lá gốc, các bác nhìn đi, ngọn lá gốc của nó đây. Đấy, giá cũ là 220 đến 250 đấy. Cái lô này cây cao còn 250 một cây cơ. Đây, cái mặt hoa của bà liễu xưa đấy ạ. Đây, mặt hoa y hình luôn. Hoa rất là thơm, dòng này cho ăn nắng thì còn thơm nữa. Chuẩn hoa luôn, những cái chậu này cần 6, 7, 800, 900 cũng có. Còn đâu ba cái chậu thanh lý này nhá. Ba chậu này chậu thanh lý. Em thanh lý là 140.000 đồng một chậu. Thân dài, có loại 80.000 thì thân nó chỉ ngắn bằng cái cây này thôi. Còn loại này là loại cây lớn, cây trưởng thành. Cây này sắp tới nó sẽ ra hoa ở chỗ phần thân này này nhiều này. 140 một chậu nhá, có 3 chậu. Sunlay, đây là garden Sunlay. Hàng của Thái Lan. Chậu này hoa của nó cho ra những chùm hoa rất là đẹp và hoa màu vàng. Cây thất ngọn này nhá, đang lên mầm gốc này. 150 một cây, lấy 2 cây tính giá 140. Dòng này hoa vàng rất là sai hoa. Đây ạ, em có một số cây này là cây hoàng nhạn lai. Hoàng nhạn lai ạ. Loại này thì bán 180.000 đồng một chậu. 180.000 đồng một chậu mẹ con. Cái này các bác trồng lên chậu gỗ thì đẹp. Lấy 2 cây thì tính giá 170.000 nhá. Đây, mẹ con có thể một cây mẹ to, một cây con nhỏ, hoặc là 2 cây tương xứng như này. 180 một chậu. Đây là hoàng nhạn lai. Chắc chắn là hoa sẽ rất là thơm rồi. Đây là những cái chậu thanh đạm Indo. Đây những chậu trước đây bán 150 một chậu, lúc đầu nụ hoa, giờ nó tàn hoa về chủ yếu lấy giống. Hàng của Thái Lan, hàng Indo này hoa rất là thơm. 100.000 đồng một chậu thôi. 100.000 đồng một chậu thanh đạm Indo nhé. Giảm giá. Tiếp đến là những dây hoa tử đằng. Đây là hàng thân leo nhé. Đấy, hàng thân leo. Trước đây em bán 280, bây giờ còn 4 cuộn. Cuộn này dây nó hơi nhỏ một tí. Thực ra nó đang lên mầm rất là đẹp rồi, nhưng mà cuộn dây nó hơi nhỏ thì em tính là 250. Cái này dỡ ra phải 3 mét, cũng phải đến 2-3 mét. Cái này có thể 3-4 mét đấy. Đều đang lên mầm hết nên đảm bảo các bác là 100% là sống sót nhé. Hàng tử đằng tím, cái này dòng dây leo. Bán 250 một chậu. 250. Em còn một chậu này là chậu đen Roson. Đấy, chậu đen Roson này thực ra là rất là nhiều thân, mới cho ra để tưới nước này. Nhiều thân cực kỳ. 2, 4, 6, 8, 9 thân. Để nụ của nó chít chít luôn. Chậu này bán 180.000 nhá. Đen Roson, mặt hoa rất đẹp, đang xuống lá. Cái lá vàng là chuẩn bị xuống lá để các bác chơi hoa đấy. Còn đây là đen Rolai đùi gà. Thì còn đây, đen Rolai đùi gà. Có cái chậu này nó rất là cao này. Giá cũ là 180. Chậu này thực ra thì nó lại bị trột một số cái mắt nụ này, nên là em đang thanh lý cái chậu này với giá là 130.000. Thân này nó phải rơi tầm 6-7 cm. Đây, một số cây cũng đang lên nụ, không biết là nụ hay kỳ ấy. Đây là 170.000 cái chậu này. Còn một trụ. Chậu này thì hơi xấu, không bán nữa. Đây là cái dòng Damari. Cũng là hàng của Thái Lan, hoa rất là bền. Đây, 130 một chậu. Nói chung là chậu này trước đây bán 180, thậm chí là dòng giống thì nó đắt, nó phải đến 200. Nhưng mà nó bị lỗi một số này, ví dụ như chậu này nhiều thân thì nó lỗi một cái thân trên. Đấy, hoặc chậu này nó cũng hơi bị lỗi đầu ngọn tí. Em bán 130, nếu lấy một cặp là 250 được một cặp. Đây là giá hàng Ono 15. Ono 15 này. Dòng phi điệp của Thái Lan và Đài Loan. Đấy, chậu tầm 3-4 thân. 250 một chậu Ono. Rất là thơm. Tiếp nữa là em có một lô Dendro thanh lý. Ba lô Dendro thanh lý nhá. Dendro thanh lý này thì em gọi đây là lô số 1 này. Gồm một cây hồng thơm này. Đây là một cây hoán long này. Đây là cây tím Huế này. Cây là Salmon Red này. Đây cũng Salmon Red này. Đây là cây Cisaret này. Và đây là cây
gì nhỉ? Măng cụt. Đấy, 2, 4, 6, 7. 7 chỗ này bán 200.000. Combo số 1 nhá. Dendro bình thường 80.000 một cây, nhưng mà là toàn những cây lỗi. Em bán combo giảm giá 200.000 được 7 cây. Đây lô số 2, lô này chỉ có 5 cây thôi. Nó cũng bị lỗi nhưng mà tỷ lệ lỗi nó ít. Ví dụ như bị gập lá một chút xíu này. Ví dụ đây là cây vàng chanh. Cây này Uragwan này. Cây này cây Sincaron. Đây cây này cây hồng thơm. Cây này bỏ bầu ra về các bác cũng phải cắt tỉa rễ ra các bác trồng. Đây là cây bò vàng hay là thỏ vàng hay thỏ nâu gì đấy. Đấy 5 cây này cũng 200.000. Thì ra có 40.000 một cây. Thanh lý. Còn lô này lô số 3 này cũng 200.000. Thứ nhất là gồm một cây Dendro Lycat. Đây là cây ba lưỡi hồng này. Đây là cây Sisa Red còn một nhánh thôi. Đây là cây Salmon Red này. Cây bò tím này cũng bị gãy đầu ngọn này. Đây là cây lá biên bình thường 100.000 một cây rồi. Đây cũng lá biên này. Nói chung là bị lỗi nhá. Đây là cây móng rồng. Đấy lô này cũng 200.000, bán xả lỗ luôn. 200.000. Em có vài cầu cát, cát lay ra. Đây những cái bầu cát này bán giảm giá 90.000 một bầu. Một chậu của nó cũng nhiều thân và đang lên mầm này. Giá cũ loại này là 130 một chậu. Rồi bán 90.000. Có 3 chậu loại 90.000. Đây là loại 90.000 nhá. Còn bây giờ lại thanh lý này. Thanh lý này thì em bán theo combo luôn. Một này. Hai này. Cây này thì cũng chỉ để lấy mầm thôi chứ còn xấu lắm rồi. 3 này, 4 này. 5. Trời. Nói chung là mấy cái cây này toàn cây lỗi thôi các bác. Cái cả cụm này em bán là 250 được từng đây nhá. Cả một lô này 250. Em có hai lô đó chính là tam bỏ sắc hoa vàng, đây là đột biến. Hoa vàng lưỡi trắng. Đây những cái cây này bán 220 một cây, hôm nay bán combo là 250 được một cặp luôn nhá. Lô số 1 này. Một cây này nó hơi bị mất nước một chút xíu. Đây ạ, đây cây số 2. Cây này thì cây rất là to nhưng nó bị lỗi lá này. 250 được một cặp này. Đây lô số 2, cây này cũng hơi mất nước nhăn nheo tí này. Đây cây này đây, cũng ok, 250 được một cặp nhé. Lô số 2. Tiếp theo đến hàng kg, có một số hàng phần em thanh lý luôn này. Thứ nhất là cái lô vảy rồng này, được khá là nhiều. 70.000 cả cái rổ này. 70.000 nhé. Rổ này 70.000 vảy rồng. Combo này là combo lẫn lộn. Không biết thập cẩm lẫn lộn nhờ những cái gì không biết, nhưng mà 50.000 chỗ này. 50.000 cái chỗ lô thập cẩm lẫn lộn này rất là nhiều. Tiếp theo là lô dáng hương đuôi cáo. Rất là khô nhá. Mùa này nó khô cực kỳ và nó khô héo về các bác phải phục hồi ấy, cũng mất thời gian đấy. Bán luôn lỗ cũng 50.000 cả cái lô cáo này. À thôi. Lô này ạ. Lô này 70.000 đi, tại vì lô này nó khá là nặng đấy. Cân nên phải hơn nửa cân. 6-7 nặng. 70.000 lô cáo này nhá. Nó nhăn nheo lá về phục hồi ạ. Tiếp theo xem bên đây em có ít long tu đá hoa trắng. Đá trắng này thì em bán 50.000 được một bó. Hoặc là các bác mua theo cân là 130.000 một cân, 13.000 một lạng. Còn đây là ý thảo ba màu này. 180.000 một cân và 18.000 đồng một lạng nhé. Ý thảo. Em có ít cái hoàng nhạn tháng tư hàng lỗi này. Lỗi lá các kiểu nhé. 35.000 một lạng thôi. Hoàng nhạn tháng 4, 350 một cân. Giá cũ 450, hôm nay em thanh lý. Nó hơi mất nước một chút xíu nhé. Tiếp theo bên đây là chính là hỏa hoàng cam này. Hỏa hoàng cam thì em bán 25.000 một lạng. Đấy, mua tầm 2 lạng là được một giò đẹp. 50.000 là được một giò hỏa hoàng cam. Còn đây là cả ít tam màu sắc với quế này. Cả quế tam màu sắc như một rể quế. Mất nước. Mùa này hanh khô mất nước cực kỳ nha các bác nhé. Các bác mua là các bác lưu ý cho em. Đây. Cả cái lô này em bán là 150.000.
quế xếp này bán hơn 600 đồng vân đấy, cả một lô này là 150 này. Đây còn một ít phi đập vàng. Bó này bán là 70.000. 70.000 bó phi đập vàng. Đây là kim điệp thơm. Đấy, về thêm một ít kim điệp thơm này, đây. Đang chuẩn bị nụ hoa này. Loại này thì bán 200.000 một cân, 20.000 một lạng. Em có ít cái kiểu vàng sùng lá nhá, hàng này chủ yếu để lấy gốc làm giống này, rất là khỏe. 100.000 một cân kiểu vàng. Cùng giá 100.000 thì có cả hoàng lạp này cũng 100.000 này. Sóc lào cũng 100.000 đồng một cân. Đây phi đẹp vàng bên đây cũng 100.000 một cân này. Hoàng thảo u lồi 150.000 một cân. Hàng toàn thân già để các bác làm giống thôi, chứ còn không còn thân tơ. Bên đây là hoàng phi hạc cũng 100.000 đồng một cân. Kiều môi tua cũng còn tầm khoảng gần 1 cân, 100.000 một cân nữa. Nó hơi sỏi vụn. Đùi gà tròn hàng thanh lý này. 150.000 một cân. Điện biên đông 130.000 một cân. Long tu sơn ạ. 220.000 một cân. Đây long tu sơn đang xuống lá. Hàng này giờ về ghép thì ok. 220.000 đồng một cân. Đấy, cả dài cả ngắn nhé.